Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một sản phẩm máy cưa xích hàng Ryobi. Đó. Thì đồ này rất thích hợp cho những anh em nào sử dụng các gia đình. Đó. Làm rất là nhỏ nhẹ, dễ sử dụng, dễ xài. Đặc biệt có núm bơm xăng phụ, có bộ giật trợ lực và có khóa xích nha mọi người, vẫn còn nguyên. Đó. Rồi. Rồi giờ em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Đây là bên máu hộp giật này. Đó. Bộ giật có sử dụng trợ lực lớn nha. Giật rất là nhẹ. Đây. Nhìn cái thiết kế của thằng này thì màu vàng đen thì cũng rất là đẹp nha mọi người. Đây thì hai bình nắp chứa nguyên liệu này, đằng nắp màu đen này là xăng pha nhớt, còn nắp màu nâu này nhớt thải để nuôi lăm xích nha. Đó, đây là thông số kỹ thuật của máy. Ryobi 840 nha. Đó, thì đời này nòng 40 ly và 37,2cc nha mọi người. Đó. Đây, ốp lam thì sử dụng ốp lam hai chân ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13 nhé. Cũng còn khóa xích nha. Lam được sử dụng lam 40, xích là xích trung mini. Lam 40 xích trung mini nha mọi người. Xích hay gọi chân 91 hả? Rồi, giờ em sẽ khởi động máy lên nhé. Khi trường hợp để lâu hoặc cái xe mọi người bơm đầy núm bơm xăng phụ lên, bơm đầy lên đè chỗ cần kéo nó ra, giật ho một tiếng bóp ga sẽ tự vô là xài bình thường nhé. Bộ giật có trợ lực nên là giật rất là nhẹ ha. Cực kỳ nhẹ nhẹ nổ luôn, 37,2cc dòng công suất lớn tập trung. Đó, công tắc để xuống, tắt để lên sạc. Rất là nhẹ nhàng luôn này. Giá của em này là 2.800.000 đồng. Quý khách hàng nào thật sự có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em.